Tottenham gặp West Ham, Gareth Bale trở lại. Trên sân nhà, Tottenham được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi trận thành công khi đón tiếp đối thủ cùng thành phố West Ham ở vòng 5 ngoại Anh. Sau thất bại ngay ở vòng 1, Tottenham đã trở lại mạnh mẽ để có trận đấu thành công gần đây, đặc biệt là thắng lợi tới 6-1 trên sân của MU ở vòng đấu trước. Vòng 5 này, gà trống sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà với mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng. Sự bùng nổ của Son Min cùng Harry Kane đang giúp Tottenham bay cao. Tin vui đến với họ khi tân binh Gareth Bale đã khỏe mạnh và rất có thể sẽ có lần thứ hai ra mắt đội bóng. Bên kia chuyền tuyến, West Ham cũng đang vào form sau hai chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ khó chơi là Leicester và Wolves. Hai vòng đấu gần nhất, đoàn quân của Ruben David Moyes ghi tới 7 bàn thắng và không một lần bị thủng lưới. Họ hoàn toàn có thể tạo nên một bất ngờ nữa trước Tottenham ở vòng đấu này. Leicester gặp Aston Villa, Madison đấu Granit. Hai đội bóng đang xếp thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là Leicester và Aston Villa sẽ đụng độ nhau tại vòng đấu thứ 5. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 1 giờ 15 phút ngày 19 tháng 10. Cả Leicester và Aston Villa đều đang đem tới sự bất ngờ trong mùa giải năm nay. Cho đến thời điểm hiện tại, cả hai đội bóng này đều xếp ở những vị trí thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, cao hơn toàn bộ các câu lạc bộ lớn. Riêng Villa, họ thậm chí còn giữ thành tích toàn thắng với 9 điểm sau 3 trận. Với những lý do này, cuộc đối đầu giữa Leicester và Aston Villa rất đáng chờ đợi. Đúng hơn, Leicester vẫn giữ được phong độ ổn định như chính họ trong giai đoạn đầu mùa giải trước. Vardy vẫn là lá cờ đầu. Trong khi đó, nhiều thời điểm Madison không thường xuyên ra sân. Tielemans nổi lên như một người cầm trịch khu trung lộ. Cùng với Tielemans, đôi cánh Castagne và Javi Baez cũng đang có phong độ xuất sắc trong mùa giải này. Về phía Aston Villa, họ vẫn sống nhờ hơi thở của nhạc trưởng Granit cùng sự lớn mạnh của những Martin, Tierosming hay dàn tân binh mới cập bến Barkley, Watkins hay thủ thành Martinez từ Arsenal. Aston Villa đã chuyển mình thành một phiên bản khác trong mùa giải năm nay. Một cuộc đối đầu khác cũng rất đáng chờ đợi. Nếu James Maddison ra sân, anh và Granit sẽ có một cuộc so tài ngầm, cuộc so tài của những số 10 hay nhất bóng đá Anh đương đại. Giữa tuần tới, Leicester sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại Europa League, do đó việc cân đối đội hình để có thể đạt kết quả tốt ở cả hai mặt trận cũng là điều mà ông Brendan Rodgers cần phải tính toán. Maguire bác bỏ MU khủng hoảng. Phát biểu sau trận May tuyết ngược dòng giành chiến thắng 4-1 trước Newcastle, thủ quân Harry Maguire cũng lập tức bác bỏ những luận điệu cho rằng họ từng gặp khủng hoảng do có khởi đầu tệ hại ở Ngoại hạng Anh 2020-2021. Nói về chuyện này, Harry Maguire của May tuyết chia sẻ đầy tự tin: "Thật buồn cười, mới chỉ có 3 trận mùa giải thôi mà người ta đã nghĩ chúng tôi khủng hoảng. Bây giờ May tuyết có 2 trận thắng và 2 trận thua tại Ngoại hạng Anh mùa này. Phía trước May tuyết còn một chặng đường dài và chúng tôi hoàn toàn có thể cải thiện. Khi bạn chơi cho câu lạc bộ này và bị đánh bại trên sân nhà, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi. Toàn đội ngay lập tức sẽ phải tập luyện chăm chỉ, tạo nên một tập thể tuyệt vời và chúng tôi biết mình phải trở lại ngay lập tức." Bản thân Maguire cũng đánh giá rất cao tinh thần của toàn đội khi chiến đấu kiên trì tới phút cuối cùng, qua đó có thêm 3 bàn thắng muộn từ phút thứ 86 đến 90+6. Điều đó rất quan trọng. "Chúng tôi luôn muốn thắng trong từng trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Một số trận chúng tôi sẽ không đạt phong độ tốt nhất, nhưng chúng tôi phải làm tốt những điều cơ bản. Và trong những trận thua, Maguire lại không làm tốt những điều cơ bản. Đó cũng là chuyện bình thường trong bóng đá. Chúng tôi vẫn còn là một đội trẻ, nhưng chúng tôi sẽ không lấy đó làm cái cớ. Thật thất vọng khi bắt đầu như chúng tôi đã từng làm, nhưng màn trình diễn tốt trước Newcastle sẽ giúp chúng tôi tìm lại sự tự tin và hướng tới trận đấu tiếp theo." Bản thân huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã hết lời ca ngợi đội trưởng Harry Maguire sau khi anh truyền cảm hứng để Maguire lội ngược dòng giành thắng lợi 4-1 trên sân của Newcastle. "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thể hiện sự kiên cường và bản lĩnh tuyệt vời. Tất cả là nhờ đội bóng được dẫn dắt bởi một đội trưởng biết cách truyền cảm hứng như Maguire. Maguire luôn là cầu thủ quan trọng với Maguire và tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến cậu ấy đã đứng dậy sau khoảng thời gian khó khăn vừa qua." Trước màn so tài với Newcastle, Maguire chỉ thắng 1 trong 2 trận đấu trước đó kể từ khi Ngoại hạng Anh 2020-2021 khởi tranh. Đặc biệt là sau thất bại 1-6 trước Tottenham ngay tại Old Trafford, người ta đã nói nhiều về cuộc khủng hoảng mini tại MU. Ở trận gặp Newcastle, Maguire cũng bị thủng lưới khi Luxor đá phản lưới nhà. Nhiều người cho rằng khi Maguire có thể sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và đẳng cấp, Maguire ghi liền 4 bàn nhờ công Bruno Fernandes và Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford để giành chiến thắng chung cuộc 4-1. Thất vọng ra mặt, Lampard vẫn không quên an ủi Kepa. Dù tỏ ra cực kỳ thất vọng sau khi Chelsea bị Southampton cầm hòa, Frank Lampard vẫn không quên động viên thủ môn Kepa. Kết thúc đợt tập trung tháng 10 ở tuyển quốc gia, Chelsea quay trở lại đấu trường Premier League với màn tiếp đón Southampton tại vòng 5. Tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng trong tay, thầy trò Harvey Lampard lại chịu bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng, qua đó đánh rơi 2 điểm một cách đáng tiếc. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Lampard không giấu nổi sự thất vọng. Chiến lược gia người Anh cho hay: "Tôi cảm thấy rất thất vọng và các cầu thủ cũng vậy.
chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp 1 như những gì đã thể hiện ở giai đoạn đầu mùa giải này. Đáng lẽ ra chúng tôi phải có thêm một vài bàn thắng nữa. Mặc dù vậy, việc để thủng lưới ngay trước khi hiệp 1 kết thúc cũng có ảnh hưởng đôi chút. Vì vậy, khi đã dẫn đến 3-2, chúng tôi lại bị gỡ hòa bởi một cú đá phạt. Thật thất vọng, trước những đối thủ như Southampton, chúng ta luôn muốn giành được nhiều điểm số trên sân nhà. Họ đã làm rất tốt và gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Trong hiệp 2, chúng tôi đáng lẽ đã có thể làm tốt hơn. Bên cạnh đó, Lampard cũng đã lên tiếng động viên Kepa. Thủ thành người Tây Ban Nha đã mắc lỗi trong bàn thua thứ 2 của Chelsea và lại tiếp tục trở thành tâm điểm bị chỉ trích của các cổ động viên The Blues. Kepa phải thật mạnh mẽ, đó là phần của việc chúng ta chơi bóng đá ở cấp độ chuyên nghiệp. Là một thủ môn, bạn đôi khi sẽ bị người ta đánh giá dựa trên một vài khoảnh khắc nào đó. Thật không may khi ngoài tình huống đó, Kepa cũng có cả những lần cứu thua xuất sắc. Kepa phải vượt qua những chuyện như thế này, cậu ấy sẽ luôn cảm nhận được sự ủng hộ từ tôi cũng như các đồng đội. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và nỗ lực vượt qua khó khăn, Lampard tiết lời. Zidane như ngồi trên đống lửa vì Sergio Ramos. Theo tờ Marca, huấn luyện viên Zidane đang rất lo lắng chờ kết quả chẩn đoán tình trạng chấn thương của trung vệ Sergio Ramos. Tiếp đón Cardiff ở vòng 6 trên sân nhà Alfredo Di Stefano, Real Madrid để thua sốc tân binh La Liga với tỷ số 0-1. Lốp bàn cốt thủng lưới ngay ở phút thứ 16 sau pha lập công của cựu tiền đạo Barcelona B, Anthony Lozano. Thất bại nói trên là trận thua đầu tiên của Real Madrid ở La Liga mùa này. Không chỉ bại trận, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn có thể chịu tổn thất về lực lượng liên quan đến trường hợp của Sergio Ramos. Cụ thể vì chấn thương đầu gối nên Sergio Ramos đã không thi đấu ở hiệp 2 trận đấu diễn ra đêm qua. Rời sân sau hiệp 1, trung vệ người Tây Ban Nha đã phải chườm đá lên đầu gối để làm dịu vết đau. Sau trận đấu, huấn luyện viên Zidane cho hay ông hy vọng Ramos chỉ bị đau nhẹ. Theo tờ Marca, nhà cầm quân người Pháp rất lo lắng chờ đợi kết quả chụp chiếu của Ramos để xác định rõ mức độ nghiêm trọng chấn thương của cựu trung vệ Sevilla. Nếu Sergio Ramos dính chấn thương nặng, thủ quân của đội tuyển Tây Ban Nha có thể lỡ trận gặp Slavia Donetsk ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League vào ngày 21 tháng 10, đặc biệt là trận làm khách Barcelona thuộc vòng 7 La Liga ngày 24 tháng 10. Real Madrid đã có 14 cầu thủ dính chấn thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau tính từ giai đoạn chuẩn bị trong mùa 2020-2021. Hiện tại trong bệnh viện của cánh kiến trắng có 5 cầu thủ đang dưỡng thương là Eden Hazard, Mariano, Martin Odegaard, Dani Carvajal và Alvaro Orellana. Barca sẵn sàng để Messi tới Man City vào mùa hè tới. Các tờ báo châu đồng loạt loan tin Barca đã sẵn sàng để siêu sao Messi chuyển tới Man City vào mùa hè năm 2021. Cầu thủ 33 tuổi đã không còn toàn tâm toàn ý gắn bó với đội bóng Scotland. Hồi cuối tháng 8, Bruno Fagg tới ban lãnh đạo câu lạc bộ để được ra đi nhưng bị ngăn cản. Do không muốn phải đưa nhau ra tòa, Messi đành chấp nhận ở lại. Nhưng theo những thông tin mới nhất, Barca đã sẵn sàng chia tay biểu tượng của đội bóng vào cuối mùa giải này và đội bóng mà họ muốn bán anh nhất chính là Man City. Messi được cho là đã thông báo với ban lãnh đạo rằng mong muốn của anh là đoàn tụ với huấn luyện viên Pep Guardiola tại Anh. Tờ Mirror cho biết, huấn luyện viên Ronald Koeman cũng ngầm thừa nhận Messi sẽ tới Man City vào mùa tới. Phát biểu trước báo giới, ông ám chỉ rằng El Pulga sẽ chỉ ra sân cho Barca trong mùa giải này. Tôi luôn hy vọng Messi sẽ ở lại mùa giải này. Nếu cậu ấy ra đi vào mùa hè tới, tôi sẽ có một hoàn cảnh rất khác ở Barca. Messi muốn ra đi, nhưng câu lạc bộ chưa sẵn sàng cho mất mát lớn như vậy. Điều khoản mua đất của Messi hiện đang ở mức không tưởng và không có câu lạc bộ nào trên thế giới đủ sức chi trả vào thời điểm này, Koeman nói. Messi sẽ có thể bắt đầu thực hiện thương lượng với các câu lạc bộ khác từ tháng 1 2021 do hợp đồng của anh với Barca sẽ hết hạn vào cuối mùa 2020-2021. Man City được cho là đang chuẩn bị một lời đề nghị hấp dẫn cho siêu sao người Argentina. Tuy nhiên họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các ông lớn tại châu Âu khác như PSG, Juventus, Chelsea, United hay các đội bóng giàu có tại MLS. Giám đốc điều hành Omar Berrada của Man City cách đây vài hôm vừa tiết lộ kế hoạch chiêu mộ Messi vào mùa hè 2021 nếu như mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Tình hình có vẻ đang bất lợi cho Barca khi đội bóng Catalan vừa bất ngờ nhận trận thua 0-1 trên sân của Getafe tại vòng 6 La Liga. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Koeman trên cương vị thuyền trưởng của Barca. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.